Xin chào tất cả các bạn. Rất là vui vì ngày hôm nay tôi được gặp lại các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề xảy ra buộc chúng ta phải có sự suy nghĩ khác biệt trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay bản thân tôi muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề đó liên quan thực tiễn trong cuộc sống. Đó là chúng ta thấy cuộc sống có rất nhiều điều xảy ra, nhưng nó sự thiên biến vạn hóa. Chúng ta nhìn nghĩ nó là một khó khăn hay cơ hội là phụ thuộc vào suy nghĩ, cách nghĩ của chúng ta. Vậy thì các bạn hãy nghĩ xem, năm 2019 dịch Covid xảy ra, nó đã đe dọa rất nhiều đến cuộc sống của con người. Thì chúng ta hãy nghĩ ra cách để vượt qua khó khăn, tạo thành cơ hội thích ứng trong cuộc sống. Thì đó là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Các bạn thấy rằng các nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa, ngành du lịch bị tổn hại nghiêm trọng thì buộc họ phải thay đổi suy nghĩ để thích ứng, tồn tại trong cuộc sống này. Đó là điều rất đặc biệt trong cuộc sống hôm nay. Các nhà hàng trong thời gian giãn cách xã hội thì được bán hàng đem về nhà, đó chính là cách tồn tại phát triển hiện nay. Vậy thì dù khó khăn thế nào, chúng ta cũng phải có cách nghĩ thích ứng để tồn tại. Vậy thì video của tôi đến đây là hết. Xin chào.